Dạ, đặc biệt 250 đúng không chị? 300. 300 hả? 300 ha. À, vừa 4 đứa ăn cái đặc biệt là vừa đó. Không dạ. Có ăn cay không em? Cũng cay cay đi chị. Sau khi mà mình đi chơi xong thì giờ mình quay lại đây á, mình ăn hải sản. Ăn cho mấy đứa này nó ăn nó ngán luôn, nó sợ luôn, nó bóp nó không dám suy nghĩ tới nữa. Đây là con sò gì chị? Con sò lụa. Sò lụa mà. Sò lụa. Nhiều. Giờ mình kêu phần đặc biệt thì 4 đứa ăn 300 ngàn. 300. Ghẹ. Tôm. Bữa nay không có tôm tích chứ tôm tích là thành 94 luôn á. Vậy hả chị? Ghẹ. Ghẹ. Ốc hương. Sò huyết. Ờ. Ốc móng tay nè. Ờ. Mà tại vì đó giống móng tay á, mình gọi là ốc móng tay. Ờ. Đây là nghêu. Ừ. Đây nước sốt nè, nước sốt. Chị tự làm. Cưng hay ghé đây không? Không, lần đầu tiên em ghé đây. Dạ. Tại đi làm tới ngày không có nhà đâu. À, em coi biết, chị làm biết quán này giới thiệu ra. Dạ. Tại em chị nghe em thấy 2-3 lần rồi. Nước sốt hải sản này chị khách. Ờ. Nước sốt hải sản ha. Nước sốt hải sản này tự làm. Tự làm luôn, cái gì cũng tự làm á. Dạ. Sốt tại nhà tự làm. Chị Will dùng cho chị đi chị, ai đến Phú Quốc ăn. Chị quán chị là ở dưới chân cầu 72 Nguyễn Trung Trực. 72 Nguyễn Trung Trực chỗ nhà khách Đức Lợi. Chị gửi hàng về Hà Nội đồ bay đầy đủ mà. Chị nói gì? Bây giờ gửi về Hà Nội hả? Chị nghe hàng, chị gửi hàng tươi á hả? Hàng sống, hàng chín luôn á. Dạ. Hàng rồi luôn á. Ồ vậy hả, chị gì gửi đi luôn hả? Ừ. Chị có hình nè, hình chụp nè. Đây dạ. Đây là quán ăn là lề đường nha quý vị. Quán ăn lề đường. Đối diện đó thì quý vị nếu mà có ăn thì quý vị có thể ăn. Đằng kia là cây cầu dừa kìa. Cho má dừa nè. Đậu xanh nè. Trà sữa. Ở đây là trung tâm của chợ Dương Đông nằm dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực. Cầu vượt Nguyễn Xuân Trực đang kia. Ủa chị gửi hàng 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 chính đi chị. Ờ. Gửi sao chị gửi thì đem mỗi bữa 2 phần 12 triệu đi. À hàng mà lụt giống vậy rồi hả chị? Đây đây sao rồi chứ thì mỗi bữa thì bữa 2 tuần. À vậy hả, nhà chắc nhà có đám hay gì quá không, người ta đặt người ta ăn không á, tại ta ăn ngon rồi ta mới ăn được. À vậy gửi thùng thùng thế. Dạ. Gửi nè, gửi nè. Dạ. Người Hà Nội ta nhận không á. À nè đúng không? À nè đó. Dạ. Rồi bây giờ ta xào ta đỡ mấy ngày ta ăn vẫn ngon. Dạ. Vậy chị gì làm cho này nó nóng lên phải không? Cái thái không cây có lượng không cây nhiều không hả? Khách đang đang tới để mua hàng của chị. Chị để chị cái đó là tỏi gì vậy? Có 80 à. Giờ chị để con này con kia vô trong cái nước sốt này nè. Giờ chị lấy ốc chị để vô. Sò huyết. Rau, rau thơm, rau răm. Thank you.
dẫn quá. Hả? Sao? Hấp dẫn thiệt chứ. Thái có ăn gì lần nào chưa? Em ăn quà nhưng mà để tối mai đi, tối mai anh dẫn đi ăn lẩu mâm. Lẩu mâm hả? Lẩu mắm hả? Lẩu mâm. Lẩu gì? Lẩu mâm. Lẩu mâm là gì luôn? À, cái lẩu mâm là đâu có riêng. Đây nè, cái nói gì nè. Lẩu mâm là 400k bao gồm mì. Nhưng mà ăn bữa nay ăn 5 người mình ngán. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị cái gì? Chơi thì ra đây cũng nhờ quen Thái hậu địa ở ngoài này, cho nên là cái gì cũng rành, cái gì cũng tiện lợi, ngon bổ rẻ cho mình ăn hết. Ăn cái này ngon hơn cái hồi hôm đó. À tiếng Anh. Ăn cái này ngon hơn hồi hôm. Không có cài. Xin miếng thức cay. Ngon không? Giờ em sẽ ăn. Quán này công nhận đông ghê á. Người ngồi thì ít mà người mua đi thì nhiều. Mua đem về á, hồi nãy là đứng sắp hàng mấy người luôn. Ngon Thái? Mình không ăn bằng chén, mình chấm và mình ăn thôi. Có cái sọt ghét ở dưới này mình để vỏ thôi. Tụi nó ngon mà tụi nó làm vậy đó. Ngon quá. Ngon. Bên mình đâu bán gì đó hay. Ờ đây rẻ gì? Ờ rẻ ha, 300.000 rẻ. Ờ rẻ hơn hồi hôm nhiều luôn á. Mà thôi em tính ghi chị lại đây nè. Bạn Nam mới rủ ra ngoài kia. Ok. Đi chỗ này chỗ kia cho mình biết. Ngoài kia thì chỗ hồi tối hôm qua mình ăn thì giá nó cao hơn giá đây. Cao hơn. Nhưng mà hải sản này hải sản tươi. Ừ. Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị nha. Đây là con ống móng tay chấm với cái nước sốt nè. Ăn bánh mì không? Chấm nước sốt này với bánh mì không? Chị có bánh mì rồi. Ăn thấy không mấy không? Ừ. Con ốc móng tay nó tươi lắm. Ăn thử nhiều nha. Con này bóng à. Chú ơi. Chú ơi. Lại con mua mấy tờ. Cái này cần tiền với số lắm không? Không, em mua mỗi hộ. Nó hả? Tại vì chị không biết tại vì số em mua là chủ yếu em ủng hộ cho mấy người ấy phải không? Tại em nè, em không đi chùa. Em hay làm việc này. Mặc dù biết nó không trúng rồi đó. Biết đâu. Đâu biết. Đúng là nước sốt chị này làm ngon thiệt á. Rồi ăn thử miếng bắp. Em trai đi mua nè chú ơi. Ăn thử miếng bắp nha. Trời, số 10 nãy cũng mới mua luôn á. Đâu thấy cà nào đi. Nói chú bà bà. Bắp nó ngọt. Thơm. Nó béo nữa. Sáng giờ đi mua mấy tờ này. Giờ cũng nhiều. Nó lỡ tụi sớm mình sao?
vì em thứ sáu là em mới đau gạo á, em để anh em đi mấy cái bệnh viện á, em do mấy cái chỗ mà nhà ăn từ thiện á cho, chứ em không có cho lề mẹ bên ngoài, tức là em sẽ đem cho từng bệnh viện, ví dụ như Kiên Giang này bao nhiêu cái bệnh viện ấy đó, thì mình cho mình chia ra mỗi thứ một ít gì đó mình cho vậy là đúng người luôn á, tức là mình không ai phân biệt ai hết, tức là mình đem như vậy thì mình cho là chủ yếu để cho ai người ta cũng được có cái ăn, tại cho bệnh viện là cái tập thể. Còn mình nếu có tiền xây chúng nhiều nữa thì xây cái viện dưỡng lão. Xây viện dưỡng lão đó là mình kêu gọi những nhà hảo tâm á, người ta quyên góp vô, mình không có thu tiền, nhưng mà họ quyên góp vô, họ sẽ là mua trực tiếp luôn, họ quyên góp vô người ta đem đồ tới luôn, mình không thu gì hết. Hiểu ý mình không? Ví dụ như mình đăng lên rồi giờ á cần gạo, người ta mua gạo ta đem vô. Rồi còn nếu như là cưng bỏ tiền để xây nhà. Mình xây thôi, còn đồ ăn thì những người từ có những nhà hảo tâm may mắn khác người ta tới ha. Chứ mình không có thu tiền người ta. Thu tiền mất công thay ký mệt. Giờ Khánh ăn con tôm nè, chị ăn con tôm nha Thái. Cưng ăn đi. Thích ăn ăn hay ta thích ăn? Dạ. Ăn để review cho mọi người coi. Dạ. Nói chung là cái tôm sốt này ở đây ngon lắm. Đừng gớt, chẳng làm gớt cái lụm lên liền luôn á. Quy tắc 5 giây. Lộn tôm này ra thử. Tôm này tôm nuôi hay tôm bắt hả cơ? Tôm biển thì. Tôm biển hả? Thấy nói tôm này là tôm người ta bắt ở dưới biển nè, chứ không phải là tôm nuôi. Quất tôm biển nhiều. Hả? Quất tôm biển. Quất tôm biển không có nuôi hả? Rất nuôi lắm. Tôm nuôi ra đây mắc hơn tôm biển. Tôm nuôi mắc hơn tôm biển nha. Cho mình ngược lại. Đây. Rồi, xin mời ông bà cô chú anh chị nha. Nó bụng quá mà ngon lắm không á. Ê, chị Hánh. Ơi. Trên cạnh có buffet. Có buffet. Hỏi gì thấy? Nhà hàng cháu của mẹ nuôi em nè. Dạ hả? Cháu ruột á. Bà con gì bên bả không biết. Tôm này ở đây nó ngọt ngay à. Ngọt mà nó dai ngon ghê. Dạ cũng chắc thịt lắm á nè. Dạ, nãy ăn ngon. Chắc thịt lắm nay. Dạ hả? Thịt ngọt lắm. Ăn nhiều nhiều như thấy. Ngon quá à. Cái này á, mình ăn cái này mình phải ăn bớt. Đây là nó hơi bày thẹn chút xíu nhưng mà ăn cực kỳ ngon. Giờ mình có chỗ để cái điện thoại lên rồi. Giờ mình lật cái nạp chị cố rồi ăn bóc lại đi. Chị chủ quán nói là cái nước sốt này nè, mình lấy bánh mì mình chấm ăn rất là ngon. Con chấm chưa? Giờ em chấm thử. Ngon. Giờ em kể cho mọi người. Chấm ngon lắm nè. Nhưng là chị bán đa số là khách mua để đem đi thôi mà. Ít có ai ngồi ăn giống như mình, ở đây chỉ có một bàn thôi. Cái đó là khách ở đây á. Khách ở đây hả? Cầm cái ống kỳ quá rồi. Ngon quá chừng luôn.
có ông Thanh nè. Quanh là của Xuân Hoa. Rồi giờ chuyển qua bánh mì chấm với nước sốt. Rồi một cái một cái nước sốt này hồi nãy chỉ không thấy chỉ có để bơ cho nên là thơm vừa béo. Có móng tay tiện lắm nha. Móng tay tiện nha. Có móng tay tiện tiện chứ gì gan ngốc. Để chị tả.
để chị tả thôi. Thái, để chút gì đó. Vậy. Vô. Nay mình có dịp ghé quán nhà cổ ăn về Thái. Quán này thì rất là đông luôn. Quán cái menu gì chị? Đây, menu bên đây nè. Menu thì hầu như là có 20 món. Chỉ có món chị Thái, chị thốt nốt, thập cẩm sầu riêng là 30 ngàn thôi, và hủ đá sầu riêng là 30 ngàn. Còn lại các món khác là 15-20 ngàn. Rồi nha. Mình coi thử ở bên trong dưới trong ly có cái gì. Đây là topping. Chị Thái nè, thấy có sầu riêng nè. Thấy có sầu riêng là thấy nhức nách rồi đó. Béo quá. Ăn thử tiếng không? Dạ. Tưởng thấy đây ngon. Đây em ăn quá. Dạ. Đây là mua về không à? Tại ăn có một mình rồi phải không? Không. Tại vì em mua gì cho mẹ với ba em nhìn. Ngon. Ngon, hình như có hột đác nữa nè ha. Ừ, có hột đác. Có hột đác nữa. Này hột đác chứ phải thốt nấu. Cái nhỏ nhỏ vậy là hột đác nè. Một tàu hủ tấu đi gái ơi. Làm không có nhau đi em bé. Đây là cá sáo đi. Quá trời đầu riêng quá. Cô mà chị thấy nè, vừa béo, vừa thơm. Ngọt vừa chứ không phải là quá ngọt. Ngọt vừa. Mắt thầm. Còn đây là đậu ngự. Đậu ngự. Đậu gì vậy? Đậu ngự. Nói chị thấy có đậu ngự. Mít. Béo lắm. Bán tới 11 giờ rồi. Quán đông dễ sợ không? Khách ta đứng ta mua liên tục luôn á. Có tầm khoảng giờ cao điểm thì khách ngồi đặt bàn luôn, không có chỗ ngồi luôn. Hồi nãy là Khánh sợ là qua đây không có chỗ ngồi, tính là mua đem về đó. Thôi, có hạt dừa nữa. Ờ. Có hạt dừa. Nãy mình quay qua, mình quay lại cái giờ quán người ta ngồi cũng đông hết trơn rồi đó. Thấy không? Vừa ăn gì có đá băm luôn. Chứng em vừa mới rất đông rồi. Ngon. Ngon mà ngộ quá, chị Thái bỏ thành vừa ngộ quá. Không bỏ gì bỏ. Cái gì nào ăn là bỏ vô chè được, là bỏ vô đây được. Chè nhà cổ đây là nổi tiếng luôn á. Nhớ hả? Nổi tiếng quá. Hồi nãy đứng phía bên ngoài, giờ Khánh xin vô bên trong để quay cho mấy bạn coi rõ hơn. Đây là đậu ngự nè. Ngon, đây là cái này là ngon hay không là nhờ cái hũ này nè. Sầu riêng với đậu xanh nè. Rồi kia là mít, hạt dừa. Đậu xanh. Đá bột luôn. Thôi bự nghe. Ok, em chung quanh. Phía bên kia là dinh đậu đó. Phía bên đèn xanh xanh phía bên kia à, nãy giờ đứng quay sơ sơ mà quá trời người mua luôn. Rồi mưa, khách mặc áo mưa vẫn đứng chờ mua chè. Nhém vô.
vậy. Nãy giờ Khánh mới quay qua review cái tủ chè ngoài kia là quay vô là thấy thái hết trơn rồi. Còn của Tuyết Ngân cũng giờ có miếng nữa, miếng nước nữa thôi. Đó thì review cũng vậy luôn hả? Giờ hả? Giờ ăn nổi nữa không? Nổi. Ăn không nổi nè. Coi như là Khánh ra ngoài này. Ê, em chưa mai á, không được. Sao? Cái chiều mai là em dẫn chị đi review qua bánh bánh bún riêu Bà Nùng á. Bún riêu Bà Nùng. Ngon hả? Sát bên đây nè. Ngon hả? Chiều mai review đây nè, món vậy. Bánh canh Bà Nùng. Nói chung là Thái rồi nhiệt tình. Đi làm từ sáng cho tới chiều. Vừa về, chưa về tới phòng trọ là đã ghé qua. Coi như là ở thăm chị Khánh làm gì để mà dẫn chị Khánh đi chỗ này chỗ kia để mà biết Phú Quốc là có những cái món gì, có những nơi nào để chơi, có những nơi nào để tham quan cho biết và đặt luôn cho Khánh cái tour đi chơi. Rất là dễ thương. Chợ đêm Phú Quốc chị vô đây nào. Rồi chợ gì? Chợ Lần Chài hả? Chợ Dương Đông. Chưa đi nào. Chợ Dương Đông buổi sáng thì chắc ao á, mai 13:30 đúng không? Mốt. Rồi 50 đúng không? Thì chỉ có 5 giờ sáng, 6 giờ sáng á, cái này tao tập thể dục đông lắm. Chị review luôn, buổi sáng tập thể dục qua chợ Trinh Thậu á, vô chợ nè. Khoảng 9 giờ chị về. Ủa, khoảng 8 giờ chị về được rồi, về chợ phòng luôn. Khỏi ăn sáng cũng được. Mốt. Chợ Dương Đông nhiều buổi sáng nha. Lúc mà ghe tàu nó lên đó phải không? Lúc đó phải dọn ra bán vui. Hy vọng là vậy nổi. Mấy nay là như là cố gắng hết sức để mà mình đi chơi hết mình luôn á. Hồi sáng này chị về chị buồn ngủ lắm mà chị nằm hơi là khoảng nửa tiếng đầu là chị đi đó hả? Tại vì ít có dịp trong ngoài này mà không đi thì thôi, mà đi là đi cho hết mình.